Người xưa từng đúc kết, núi chẳng cần cao, có tiên ắt nổi tiếng. Nước chẳng cần sâu, có rồng ắt thiêng. Huống chi vùng đất Côn Sơn Kiếp Bạc, khung cảnh núi sông ngoạn mục là nơi đón bao thánh nhân, tiên hiền. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Trần Nguyên Đán về cư ngụ ghé thăm thì hẳn phải vô cùng đặc biệt. Đến với Côn Sơn là như đặt bước vào dấu chân lịch sử của các bậc tiền nhân trên mảnh đất này, một mảnh đất địa linh nhân kiệt đã từng được ngợi ca trong sử sách bao đời. Ngày nay, du ngoạn Côn Sơn là đi giữa cảnh sắc thiên nhiên phóng khoáng kỳ vĩ, ẩn chứa bao huyền tích hấp dẫn mê hoặc. Cách Côn Sơn.